Thưa anh, là được biết trong ngày 3 và ngày 4 tháng 2 vừa qua thì anh có một chuyến khảo sát tại địa điểm tập luyện và thi đấu Davis Cup ở Indonesia. Thì anh có thể đánh giá như thế nào về chất lượng sân bãi cũng như là các điều kiện phục hồi chức năng dành cho các tay vợt để tham gia Davis Cup ở Indonesia sắp tới không ạ? Địa điểm thi đấu thì cách khách sạn thì rất là gần, đi xe khoảng 5 phút, cho nên cũng rất tiện lợi cho việc di chuyển trong quá trình thi đấu. Ngay địa điểm thi đấu thì cái mặt sân thi đấu hiện tại thì theo khảo sát thì mặt sân thì cũng đảm bảo cho chuyên môn, nhưng mà về cái cảnh quan, ví dụ các cái rìa ở ngoài sân á, thì cũng chưa đảm bảo chất lượng. Thì cũng có, tôi cũng có ý kiến với cái ông phó tổng thư ký liên đoàn giải Indo về cái vấn đề đó, thì ông sẽ nói là Indo sẽ sửa chữa và cải tạo lại cho mặt sân đạt tiêu chuẩn. Theo tôi thấy thì trên đường phố và cũng như từ khách sạn đến sân tennis vẫn là đảm bảo an ninh, nhưng tôi vẫn có một cái kiến nghị là với Indo là phải đảm bảo là an ninh tuyệt đối, thì họ cũng cam kết là sẽ có lực lượng bảo vệ cho đội tuyển Việt Nam từ khách sạn đến sân tennis thi đấu và từ chỗ thi đấu về khách sạn. Xin cảm ơn ông về buổi trao đổi ngày hôm nay.